Vâng ạ, trong vòng có 2 ngày nay thôi mà em về tổng cộng cho mọi người là 5, 6, 7 mẫu xe mới mọi người nhé. Còn một con Molin màu trắng 2015 cho gia đình hơn 150 một chút thì anh em lại đi rồi. Đấy thì đây mọi người đây, rẻ nhất có con xe có hơn 30 thôi. Đây mọi người ạ, đấy Matiz 204 có hơn 30 thôi mọi người nhé. Vâng ạ, nếu mà quý vị khách hàng tầm tiền vài chục, đấy vài chục mọi người nhé, là chúng ta có thể mua một được sở hữu ngay một con ô tô tránh mưa tránh nắng mọi người nhé. Đây, đấy, đầy đủ tất cả các màu cho mọi người này, màu vàng này, nào là màu xanh này, màu đen này, màu xám đá này, màu vàng cát mọi người nhé. Cruise 2015 ngoài cùng kia một con Lai Hetti Series này, Vios Limo 209 211, Matiz 204 và Molin 2007 mọi người nhé. Chiếc xe này thì mang biển Hải Phòng đấy mọi người ạ. Đấy, số tự động mọi người nhé, cũng chỉ có hơn 100 thôi. Nếu mà quý vị khách hàng mà con cô bác mình đang có nhu cầu về những chiếc xe mới về như thế này thì hãy vào xem video của em. Thì đương nhiên là những chiếc xe này em đã cũng đã đều có video chi tiết riêng lẻ rồi. Đấy, mọi người có thể vào kênh của em để chúng ta xem chi tiết từng con một. Còn nếu mà chúng ta chưa biết ấn kênh của em như thế nào thì kết bạn Zalo với em qua 2 số hotline 0906034285 và một số hotline là 0397265286. Kết bạn Zalo với em ngay mọi người nhé. Đấy, ngay và luôn để làm sao em sẽ gửi hình ảnh video chi tiết ạ. Còn bây giờ thì em sẽ đi quay chi tiết từng con một để cho quý vị khách hàng và con bác chúng ta xem. Thì đây, đấy, một chiếc xe chỉ có hơn 30 thôi mọi người ạ. Matiz đây. Đấy, Matiz hơn hơn 30 mọi người ạ. 2004 mọi người nhé, với động cơ 0.8 cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu luôn. Bên trong này ghế da thì cũng còn rất sạch sẽ sáng sủa đấy mọi người, máy nổ quay kêu bốn bánh quay đều, còn rẻ hơn cả một con xe máy cơ mọi người ơi. Đấy, rất rẻ mọi người nhé, hơn 30 triệu thôi mọi người ạ, 5 chỗ. Đấy, tránh mưa tránh nắng, nắng mưa không tới đầu mọi người nhé, còn chở được 5 người. Đấy, chúng ta mua một con xe máy SH nhập đi chăng nữa thì cũng đã hơn 100 triệu rồi mà cũng chỉ được chở 2 người. Đấy, nắng mưa thì vẫn tới đầu mọi người nhé. Nhưng với con này, này thì làm sao ạ, chỉ có hơn 30 thôi. Màu màu là màu xanh lá mọi người nhé. Đấy, xanh lá chuối đây, đấy cây chuối này. Đấy, hơn 30 một chút thôi. Với đằng trước là kính điện và đằng sau thì để chúng ta chỉnh bằng tay. Đây, chúng ta quay tay này. Đấy, đây ạ, quay lên này, hơn 30 thôi. Một con ô tô tránh mưa tránh nắng mọi người nhé, cửa giá đóng đây rất là ok mọi người. Đây này, rất nhẹ nhàng chắc chắn. Đấy, ghế da thì nhìn rất là đẹp. Đấy, nhiều con thì có vài chục triệu thì mọi người cứ sợ là nó làm sao ạ. Đấy, nó xấu hoặc nó lát nó không nổ được, nhưng mà mọi người yên tâm mọi người nhé. Nếu mọi người mua con này em có thể bao cho mọi người ship, hỗ trợ ship xe cho mọi người vài trăm cây thoải mái mọi người nhé, đi vu thoải mái luôn. Đấy, đăng kiểm mỗi xe đây mọi người tháng 5 2024. Vâng, hơn 30 thôi cho chiếc xe Daihatsu Matiz nhập mọi người nhá. À một kia ạ, Matiz chỉ có con này là bản Việt thôi, nhập cũng sẽ có nhưng mà hiện tại thì em không có con nhập nào. Đấy, và một con Vios Limo 2011, con này cũng mới về mọi người ơi, em cũng đã lên sóng cho mọi người rồi video chi tiết rồi. Đấy, đèn đóm rất là sáng mọi người nhá, 2011 bản limo lân kịch được lao ạ, hệ thống xi nhan trên gương này, tay nắm cửa là được ốp inox rồi này, nội thất thì ghế da màu cam mọi người nhá, vô lăng này. Với dòng xe này thì 100 con là hết 100 con là dịch vụ taxi ra mọi người nhá, những cái phần táp ly này đây. Đấy, và làm sao ạ, đã được lên đăng đúc rồi mọi người ơi, hai bánh trước là phân đĩa và hai đằng sau được trang bị là phanh tăng trống mọi người nhá. Em đang có 2 con Vios Limo, 1 con 211 và 1 con 209. Đấy, đều là biển Hải Phòng cả. Tầm tiền thì cũng chỉ có hơn 100 thôi. Chúng ta mua về sử dụng gia đình này, chạy dịch vụ này. Đấy, ok mọi người nhé. Động cơ máy 1.5 thì mức tiêu hao nguyên liệu của những chiếc xe Vios này chỉ có bao nhiêu ạ? Tầm 6 lít hơn. Đấy, 6 lít hoặc là 6 lít rưỡi thôi trên 100 cây. Và với những con này thì đương nhiên là bản Limo, dịch vụ taxi ra thì xước sát bên ngoài không tránh khỏi, kể cả là mất chỉ tức là chuyện bình thường mọi người nhá. Đây, những phần táp ly của nó này. Đấy, bản limo nó không có hệ thống túi khí, không có ABS như bản E được. Màn hình đây,
Đấy, hệ thống xi nhan Trinh Hương nguyên bản, bản đi mồi xi nhan thích hợp bảo rẽ bên sườn đấy ạ. Đăng kiểm tháng 1 2024 mọi người nhá. Hiện tại chiếc xe Vios Limo 2011 này em đang bán là 162 triệu đồng đây. Và ngoài đây là một chiếc xe màu vàng mọi người nhá, vàng chói lọi luôn. Đấy. Biển kiểm soát 15A11577, Kia Morning 2007, số tự động mọi người nhá. Dàn lốp rất là ok, hệ thống xi nhan Trinh Hương này. Đăng kiểm con này thì đến tháng 4 năm sau mọi người nhá. Vì con này nó vẫn là form cũ mọi người ơi. Số của nó vẫn là số thẳng, chưa phải là tự động zig zag. Đấy. Màn hình là chủ xe lắp, nhưng đặc biệt con này thì có trang bị điều hòa auto này. Cam hành trình luôn, trần nỉ mọi người nhá. Đây là một chiếc xe gia đình sử dụng, những cái phần táp ly của nó rất đẹp và keo chỉ của nó đây. Cam kết cho mọi người là xe không lỗi mọi người nhá. Dòng này dòng nhập, đây là tôn vỏ rất là dày. Bao nhiêu năm sử dụng rồi nhưng mà táp ly của nó này cũng còn rất đẹp ạ. Đấy, những phần keo chỉ của nó đây. Nội thất thì ghế da màu đen đây mọi người nhá. Cửa đóng này. Vâng ạ, chắc lịch luôn mọi người. Mọi người nhìn cái đường gân này, khe mép của cửa này rất khít và đều luôn. Có trang bị cái gì ạ? Cảm biến lùi mọi người, cam lùi. Đấy. Biểu tượng của bản SLX đây. SLX. Vâng ạ, chiếc xe Kia Morning 2007 số tự động này em đang bán với giá là 158 triệu đồng, bao gồm chiếc hồ sơ này. Đấy. Hỗ trợ vận chuyển trên toàn quốc cho bà con cô bác nhé. Giá thì đương nhiên là không phải là em quảng cáo nói 10 bán 10 được, vẫn còn bớt, còn thương lượng. Bà con cô bác mình cảm thấy cái giá nào ok thì cứ liên hệ với em qua hai số hotline 0397265286 và một số hotline là 0906034285. Đấy, hai số hotline của em mọi người nhé. Các bạn Zalo với em. Đây, những phần keo chỉ của nó đây. Đấy. 208 có bao nhiêu năm sử dụng rồi. Dòng này dòng xe gia đình như là đương nhiên là độ chất của nó cũng sẽ khác với những chiếc xe dịch vụ taxi ra rồi mọi người nhá. Đây, đấy. Kia Morning tự động mọi người. Và trên đây thì có chiếc xe Lacetti Series cũng mới về làm bên em thôi ạ. Con này thì mộc mạc đấy mọi người, em chả làm cái gì cả. Đấy, chỉ rửa qua lớp lã và review lên sóng cho mọi người thôi. Biển kiểm soát bao nhiêu? Hà Nội mọi người nhé, 30A50847. Lacetti Series 2009 và đến tận 2010 lăn bánh mọi người nhé, xe nhập. Hệ thống đèn đó tất cả còn nguyên bản, đèn pha đèn hậu mọi người nhé. Dàn lốp ok. Đặc biệt là bộ ta đăng này chủ xe họ phay lại. Đấy, rất là đẹp mọi người nhé, xi nhan thích hợp này. Và xe trang bị cái gì ạ? Hệ thống cửa lock mọi người ơi. Đăng kiểm tháng 10 2024 ạ. Một chiếc xe gia đình sử dụng nên mọi người nhìn những cái phần táp ly của nó này, rất đẹp mọi người nhé. Đấy, keo chỉ của nó này. Hai tiêu chí an toàn, một bên phụ, một bên lái. Phần nội thất là ghế da xịn sò nguyên bản mọi người nhá. Màn hình Android, cam hành trình, điều hòa auto, đề lộ, vô lăng thích hợp, cửa lock trần nỉ đây mọi người nhá. Với chiếc xe Lacetti Series này thì em đang bán là 189 triệu đồng, bao gồm phí thức hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển. Rất nhiều những dòng xe mới về. Đấy, 2 ngày thôi mà em cũng đã về 7-8 con cho mọi người lựa chọn rồi. Tầm tiền thì chỉ có hơn 30 này, rồi là hơn 100 này, rồi hơn 130 này, hơn 150 này, rồi là hơn 180 này. Đấy, và con này thì nó là hơn 200 luôn mọi người ơi. Đấy. Vâng, quay lại chiếc xe Lacetti Series này đây. Xe thì có gì ạ? Trang bị cảm biến lùi đây mọi người nhá. Cảm biến lùi này, cam lùi này. Tại sao lại có biểu tượng của Chevrolet? Tại vì sao? 2010 đó là đời chót của dòng xe Lacetti Series và đến 2011 thì đã bán thương hiệu cho dòng xe Chevrolet rồi. Đây là dòng xe Chevrolet, người ta đã gắn cái biểu tượng đây để mọi người nhá. Đấy, chứ còn nó cũng không ảnh hưởng gì cả. Nên đời cao của La nó sẽ là Cruy và nó sẽ có một chút cải tiến ạ. Thì chốc nữa em sẽ có một con Cruy mới về bên cạnh để cho mọi người lên sóng quay chi tiết cho mọi người xem. Xe có gì ạ? Đấy, trang bị 4 phanh đĩa mọi người nhá. Dàn lốp thì sao ạ? Rất là ok mọi người ơi. Ghế này. Đấy. Ghế da xịn sò nhìn nó khác hẳn với những chiếc xe mà ghế thường mọi người nhá. Đấy, dàn lốp các kiểu, táp lô táp đi đẹp mọi người nhá. Keo chỉ của nó đây. Đấy. Kể cả là đây, đấy, sát ở đây, chỉ dưới đây của nó này. Đây. Đinh chập này. Đấy.
189 triệu đồng. Daewoo Lancetti bản CDX mọi người nhá. Ô lăng này, một chiếc xe gia đình, ô lăng đẹp luôn. Đấy. Táp đi đây. Chốt cửa mọi người nhá. Xe càng mới về giá càng yêu thương cho mọi người. Mọi người quan tâm thì liên hệ với em. Đây là chiếc xe Lancetti. Đấy, CDX 2009 và đến 2010 mới lăn bánh ạ. Còn đây mọi người, đây là chiếc xe Cruise đây mọi người ơi. Đến bắt đầu từ 2011 nó sẽ được dòng La là không còn nữa, và đến 2011 thì sẽ lên dòng Cruise. Đây là một chiếc xe Cruise mọi người nhé, nhưng mà form này là form mới của đời 2015. Cuối 2015 nó được lên form này. Xe có trang bị hệ thống đèn bi mọi người. Đấy. Cái này là chủ xe người ta độ mọi người nhé, giả đèn LED này. Đấy. Và với đời 2015 form mới thì nó sẽ khác biệt với form cũ 2015, đầu 2015. Đó là gì ạ? Hệ thống cửa lock. Đấy, điểm thứ nhất, và mặt ca răng đằng trước và đèn hậu đằng sau mọi người nha, sẽ khác biệt. Đăng kiểm tháng 4 năm sau này. Cam đây mọi người. Đây, đấy. Con này thì trang bị hai chìa khóa khiển theo xe, nguyên bản theo xe mọi người nha. Đặc biệt là lốp xe cua còn chưa hạ máy zin, nội thất rất đẹp đây mọi người. Đây, đấy. Hệ thống cửa lock này, hai từ khí an toàn bên phụ, bên lái. Màn hình theo xe mọi người nhé, chứ không phải là màn hình người ta độ đâu, màn hình theo xe đấy ạ. Đấy, tắp đồ tắp đi đẹp chưa. Đấy, cam kết cho mọi người là xe không lỗi. Đấy, keo chỉ zin, máy zin mọi người nhé. Lốp xe cua còn chưa hạ cơ mọi người ơi. Đây, mọi người nhìn qua cái phần tắp đi này, nhìn thôi đã yêu thương rồi mọi người. Đấy, chỉ chìa của nó này. Đấy, nhìn không thôi là đã đẹp rồi. Trang bị lót sàn 3D mọi người, nó có cái trang bị cái ghế da 3D nữa đấy ạ. Nhưng mà em nhìn thấy nó xấu quá, tại vì sao ghế của nó còn đẹp thế này cơ mà. Nên là em đã bỏ ra và em để trong cốp rồi. Còn ai mà thích chúng ta lại lắp vào mọi người nhá. Đây, đấy. Mọi người nhìn cái đường gân, đường tiệc của nó này. Đặc biệt là lốp xe cua trong phần cốp này vẫn còn nguyên bản mọi người nhá, chưa hạ mọi người nhá. Có trang bị cảm biến lùi, cam lùi, biển 30A83109 được mang trên mình nước sơn màu vàng cát. Vâng ạ, mọi người mà khu vực Hà Nội, cũng như là khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta mua con này thì sao ạ? Sẽ đỡ phải mất chi phí 20 triệu tiền biển luôn. Đấy, đây, rất đẹp mọi người ơi. Form mới, xe gia đình. Và giá hiện tại con này em đang bán là 298 triệu mọi người nha. Đấy, 298 triệu, Cruise 2015 form mới. Kia là cam hành trình. Đấy, màn hình nhạc đầy đủ luôn mọi người ơi. Hệ thống xi nhan trên gương này, cam này, đấy. Form mới, hệ thống đèn bi gầm nữa mọi người nhá. Và một chiếc xe Vios nữa đây, 2009 bản limo cũng mới về cửa hàng bên em. Đây mọi người ạ, đây mọi người nhá. Biển kiểm soát 15A24782, limo 2009, đấy. Đã được lên kịch rồi, hệ thống xi nhan trên gương. Na đăng đúc đầy đủ, màu đen, biển Hải Phòng mọi người nhé. Giá cực kỳ hấp dẫn, 139 triệu đồng, bao gồm rất hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển trên toàn quốc cho bà con của bác. Đây, đấy. Đây em quay sơ qua này, vì anh em đang review lên sóng mà. Đây, nó tắt đây, và những cái phần táp đi, táp lô đây mọi người nhé. Đấy, táp đi này, rất đẹp. Con này thì chủ xe họ lên cái màn hình Android rất là to mọi người ơi. Đây. Đấy, Android rất to luôn. Đấy, đây. Tap đi này, tap lô này. Đấy, đây là tap đi nhá. Tap lô trên đây. Đấy. Con này đăng kiểm cũng rất là dài mọi người ạ, tháng 10 năm sau mọi người nhá. 139 triệu đồng thôi. Đấy, đã được lên kịch. Con này thì mọi người mua về chúng ta mà chạy dịch vụ taxi hoặc là cưới hỏi xe hoa thì miễn chê miễn bàn mọi người nhá. Đấy, giấy vốn về cực kỳ nhanh luôn. Đấy. 1 này, 2 này, 3 này, 4, 5, 6 này và một con Kia Morning 2015 nữa. Hiện tại không có đây. Đấy. Vâng, trong vòng có 2 ngày thôi mà em về 7-8 mẫu xe mới cho quý vị khách hàng và con cô bác. Và con cô bác mình đang có nhu cầu thì hãy liên hệ với em qua hai số hotline 0397265286 và một số hotline là 0906034285. Để làm sao ạ? Liên hệ với em. Đấy, kết bạn Zalo, em sẽ gửi hình ảnh video cụ thể và bàn về giá mọi người nhé. Quan trọng nhất là về giá cả. Chất lượng thì đương nhiên là em sẽ tả chuẩn cho mọi người và có giấy tờ cam kết cho mọi người. Bây giờ thì em xin kết thúc video tại đây.